Tại thành phố Thái Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức khai mạc Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Đồng bằng Bắc Bộ 2020. Đây là sự kiện nằm trong chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại và là lần thứ 15 tỉnh Thái Bình tổ chức hội chợ chuyên ngành nông nghiệp quy mô cấp vùng. Hội chợ năm nay thu hút khoảng 400 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp, có tới 148 gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó có 32 gian hàng của các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Thái Bình, trưng bày, giới thiệu hàng hóa xây dựng trở thành sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, có 16 tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tham gia hội chợ, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của từng địa phương, vùng miền nhằm phát triển thị trường tiêu thụ. Trong khuôn khổ hội chợ còn có nhiều chương trình bên lề như tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo và hàng đêm có các hoạt động văn hóa, festival bia. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Quang Hưng cho biết, những hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của các tỉnh trong khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nói chung và của tỉnh Thái Bình nói riêng, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là xúc tiến các sản phẩm nông nghiệp và kỳ vọng đây sẽ là cơ hội tốt để quảng bá, giới thiệu các thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế của các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, mang đến nhiều cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp, nhà nông, nhà quản lý trong việc định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Đây còn là môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp tìm được nhiều đối tác, ký kết được nhiều đơn hàng, hợp đồng, thông qua các hoạt động tại hội chợ, góp phần tạo cho nông dân tiếp cận những xu thế mới về phát triển nông sản, thủy sản, đủ sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế.